Chào bạn thân mến, ở video này chúng ta sẽ cùng xem cái mini game giải ô chữ đó ạ. Ở bên riêng này là 7 cái câu hỏi. Khi các bạn bấm vào thì các câu hỏi sẽ hiển thị ra. Và ở cái phần giữa này chúng ta thấy rằng các câu trả lời sẽ được xếp đó. Và có một cái ô chữ key đúng không ạ? Có 2 4 6 7 7 chữ đó, màu đỏ, một hàng màu đỏ. Khi mà người xem trả lời 7 câu hỏi này đúng không ạ, hoặc là trả lời 3 hoặc 5 câu hỏi mà họ giải mã được cái ô chữ màu đỏ là họ đã là người chiến thắng. Đó. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu xem. Ví dụ bây giờ bấm vào câu hỏi số 1 đúng không ạ? Thì câu hỏi sẽ hiển thị lên môi trường không truyền âm đó là gì? Đó. Và nếu như các bạn muốn hiển thị câu trả lời hoặc là trả lời đúng hay sai, các bạn thì cùng kiểm tra nhé. Bấm vào câu trả lời đầu tiên, bấm vào thì nó sẽ hiển thị ra này. Đó, đó là gì ạ? À, chân không. Đó. Tiếp theo, đó, bấm vào câu hỏi số 2. Đó. Đấy, thì ở đây từ khóa được chữ A đã được mở ra, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo này, bấm vào câu hỏi số 2. Âm có tần số lớn hơn 20Hz là gì? 20.000Hz là gì? Đó, bấm vào câu hỏi trả lời số 2 thì câu trả lời số 2 sẽ được hiển thị ra. Đó, và ô chữ M đã được hiển thị, đúng không ạ? Đó là siêu âm. Đó, và bấm vào câu trả lời sẽ mất đi. Đó. Thì đây chúng ta sẽ làm hai phần các bạn nhé. Chúng ta sẽ làm hai phần. Phần thứ nhất chúng ta sẽ làm cái ô câu trả lời. Khi mà bấm vào, đó, bấm vào thì hiển thị ra, bấm vào các câu trả lời thì hiển thị ra. Đó, và một cái phần nữa đó là chúng ta làm các câu hỏi, bấm vào câu hỏi thì hiển thị ra. Rồi, và bây giờ có người mà trả lời được cái từ khóa, từ key hàng đỏ này này. Các bạn bấm vào từ key thì tất cả ô chữ được hiển thị ra. Đó, và từ khóa đó chính là âm thanh. Rồi, chi tiết thì các bạn sẽ cùng xem video hướng dẫn